có đi không? Em về ấy luôn á. Mẹ cũng về đằng chùa cầu bây giờ, chị có đi không? Em về trả xe ạ. Mẹ em chưa trả nhưng mà cũng về được cái đằng đấy. Chị đi xe rồi quay lại đâu? Quay xe đâu quay lại. Đi quay một tiếng. Em đây ở đoạn trục cầu ấy. Ở đây. Đi mất nửa tiếng. Không. À nào, nó thuê xe trước rồi nó xuống à? Mày tỉnh táo thế. Xe trước mới chơi. Đi thẳng, đi thẳng này. Bay đi. Đi, có đi không? Đi. Bờ sông đó chắc mà đôi ấy. Thank you.
quay sáng lắm, tập tôi chụp đẹp lắm. Lùi ra, lùi ra. Đó đấy. Ông muốn đi chơi phố thôi. Đi đâu?